Intel, một trong ba nhà máy sản xuất bán dẫn hàng đầu thế giới, đã bắt đầu phát triển nhà máy tại Việt Nam từ năm 2006. Năm 2021, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ đô la Mỹ, Intel trở thành doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tiên khánh thành nhà máy lắp ráp và thử nghiệm chip lớn nhất thế giới ở Việt Nam. Sau Intel, năm 2022, Samsung cũng tiết lộ đang chuẩn bị các điều kiện để sản xuất thử các sản phẩm lưới bóng chip bán dẫn và sẽ sản xuất đại trà từ cuối năm 2023 tại nhà máy Samsung Electro Mechanic Việt Nam tại Thái Nguyên. Về công nghiệp bán dẫn ấy, thì chắc chắn là đây là một cái cơ hội, phải nói rằng là một cơ hội lịch sử với Việt Nam. Hiện nay ngành bán dẫn đầu tư ở Việt Nam thì mình đã có kinh nghiệm. Tức là Intel đã đầu tư ở Việt Nam gần 20 năm nay rồi. Và họ làm cũng một công đoạn cũng hết sức quan trọng nhưng mà chưa phải là cốt lõi của cái sản xuất các cái chip bán dẫn, bởi vì họ làm một cái nhà máy đóng gói và kiểm tra đợt cuối, tức là check cái chip trước khi mà đóng gói và tạo thành phẩm. Thế nhưng mà giá trị gia tăng rất thấp, gia tăng của cái đóng gói đó chỉ khoảng 6-7%. Thế thì tới thì trong thời gian vừa rồi năm 2023 thì tại Bắc Giang thì cũng đã có hai nhà máy của Mỹ đã có một nhà máy đã khánh thành, một nhà máy đang bắt đầu xây dựng là một cỡ khoảng hơn 2 tỷ đô la Mỹ hai nhà máy. Tham gia thị trường bán dẫn toàn cầu, Việt Nam sẽ có các cơ hội tỷ đô. Dự báo đến năm 2024, công nghiệp bán dẫn Việt Nam sẽ vượt giá trị 6,16 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất quan trọng của nhiều doanh nghiệp bán dẫn toàn cầu. Bây giờ Việt Nam muốn đạt được cái mục tiêu của mình vào cái việc Việt Nam có thể là thành công trong cái việc phát triển công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam, thì chúng ta phải có rất nhiều các cái việc phải làm. Chúng ta trước hết là tôi nghĩ là phải xây dựng được một cái môi trường để thu hút đầu tư nước ngoài về mặt công nghệ cao, đặc biệt là về bán dẫn. Thế thì phải tạo nên một cái hệ sinh thái cho phát triển công nghệ và phát triển công nghệ bán dẫn. Thế hệ sinh thái đó gồm những cái gì? Thì mình phải chỉ thẳng ra là hệ sinh thái là những cái gì mình làm. Ngoài cái chuyện là chính trị ổn định, ngoài cái chuyện là môi trường đầu tư nâng cấp, thì chúng ta phải tạo nên một cái sân chơi cho nó các doanh nghiệp của các đầu tư nước ngoài họ vào Việt Nam, đặc biệt của người ta họ có điều kiện. Trong bối cảnh doanh nghiệp trên toàn thế giới tăng tốc trong cuộc đua chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái thiết bị, việc sản xuất chip vi mạch bán dẫn tích hợp trở thành xương sống cho hệ thống điện tử và ngành công nghiệp phát triển. Do vậy, việc phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao chính là lời giải để nắm bắt cơ hội cho Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất chip của thế giới.